Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. thông tin trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn vẽ admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Thu cổ từ chối mua Ronaldo vì người cũ MU. MU chờ đón De Jong xây hàng tiền vệ trong mơ. Sau Anthony, MU xác định ba tân binh kế tiếp và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Sau Anthony, MU nhanh chóng xác định ba tân binh kế tiếp. MU đã chính thức hoàn tất thương vụ Anthony, nhưng việc mua sắm của MU chưa dừng lại. Theo Telegraph, Eric Ten Hag muốn ký thêm 3 cầu thủ nữa. Thủ môn Martin Dubaka sẽ lọt vào tầm ngắm. Cầu thủ này muốn chuyển đến Old và vấn đề còn lại là cuộc thương thảo giữa hai đội bóng. Một hậu vệ phải và một tiền vệ trung tâm là hai ưu tiên khác nhưng Ten Hag dẫn sẵn sàng ký hợp đồng với một tiền đạo khác thay vì một tiền vệ tùy thuộc vào những cầu thủ có sẵn trên thị trường. Thomas Meunier, hậu vệ của Doc Moon đã được liên hệ và cầu thủ người Bỉ cũng được biết đến là một fan MU. Anh sẽ cung cấp sự cạnh tranh cho Diogo Dalot trong khi Juan Bissaka có thể ra đi. Một tiền vệ có thể khó được đảm bảo hơn, mặc dù MU đã tổ chức các cuộc đàm phán ban đầu với Lazio để chiêu mộ Sergei Milinkovic Savic, nếu không, tiền đạo Cody Gakpo có thể được mang về Old Trafford. Ronaldo tái đàm phán với Chelsea. Theo tờ Metro, Siêu có Roger Mendes mới đây đã tái liên hệ với Chelsea về việc chiêu mộ siêu sao người bù ở mùa hè năm nay. Hiện tại chủ tịch Tôn Barli đang rất muốn thương vụ này xảy ra, nhưng người đang nắm giữ quyền quyết định là Thomas Tuchel, người từng từ chối Ronaldo trước đây. Ngoài Chelsea, Napoli và Sporting Lisbon cũng đang là những bến đỗ tiềm năng của trung phong 37 tuổi. Tuy nhiên, Ronaldo được cho là vẫn muốn được thi đấu ở những câu lạc bộ tầm cỡ hơn để chinh phục cúp C1. Mẫu chờ để dòng xây hàng tiền vệ trong mờ. Mẫu đã quyết đoán trong thương vụ Casemiro và Anthony khiến các fan quỷ đỏ hài lòng. Phiên chợ hè 2022 chuẩn bị khép lại, khoảng thời gian bằng vàng còn lại để đội bóng của Ten Hag có thêm những sự tăng cường. Theo nguồn tin của Manchester Evening News, Ten Hag vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu ban lãnh đạo MU chiêu mộ tiền vệ Frenkie Jong. Vị trí lối chơi của Casemiro và De Jong là không giống nhau, Do vậy nếu có đưa cả hai về sân Old Trafford cũng không lo về vấn đề khủng hoảng thừa nhân sự. Tờ báo có trụ sở ở Manchester loan tin, phía MU vẫn hy vọng ban lãnh đạo Bắc Gia thay đổi lập trường quan điểm, đồng thời để dòng lắng nghe lời hiệu triệu của ông thầy cũ Ten Hag. MU đã dành gần như trọn vẹn 3 tháng hè để theo đuổi tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu 2018-2019, vì thế sẽ không dễ dàng buông bỏ. Victor Osimhen không muốn gia nhập MU. Mới đây, người đại diện của tiền đạo Victor Osimhen đã lên tiếng đính chính lại về việc chân rút 23 tuổi không có ý định gia nhập MU. Trước đó, thì nhiều nguồn tin quốc tế cho biết rằng quỷ đỏ đang định bỏ ra tới hơn 120 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao mới nổi người Nigeria. Ten Hag vẫn muốn giữ Ronaldo Eric Ten Hag muốn giữ chân Ronaldo sẽ ở lại MU trong tuần này. Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ, Chúng tôi lên kế hoạch với anh ấy, chúng tôi bám sát kế hoạch, Chúng tôi muốn anh ấy ở lại, đó là điều tôi muốn." McTominay khen ngợi Casemiro và Martinez. McTominay đã ca ngợi những tân binh mới của MU là Casemiro và Martinez vì màn trình diễn ấn tượng trên sân tập. Cầu thủ người Scotland cũng háo hức học hỏi từ Casemiro. McTominay nói, "Chúng tôi phải đảm bảo tinh thần của cả đội luôn được nâng lên, được học hỏi từ một người như anh ấy là thật tuyệt vời, tâm lý và kỹ năng của anh ấy thực sự làm tôi ngưỡng mộ." Tuco từ chối mua Ronaldo vì người cũ MU. Mới đây bảo giới Anh đã tiết lộ lý do Chelsea từ chối chiêu mộ Ronaldo. Ban đầu, Chelsea có hứng thú với thương vụ này khi đội bóng đang thiếu hụt nhân sự nơi hàng công. Chủ tịch câu lạc bộ Tôn Bao Ly trông chờ viễn cảnh lối chơi của đội bóng sẽ được xây dựng xung quanh siêu sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sau đó Chelsea đã quyết định quay xe. Người cũ của MU, Rap là người đứng sau chuyện này. Cụ thể Rangnick được cho đã đưa ra lời khuyên với Thomas Tuchel rằng không nên ký hợp đồng với Ronaldo. Đây là nguyên nhân chính khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không thể cập bến Chelsea. Tuco đã tham khảo lời khuyên của người bạn thân và lắc đầu với Ronaldo. Rangnick đã có nửa mùa bóng làm việc với Ronaldo và từng nhiều lần chỉ trích phong cách thi đấu của CR7. Tôi sẽ không đổ lỗi cho cậu ấy. Ronaldo đã chơi tuyệt vời trong mùa giải trước, nhưng cảm xúc trên sân của cậu ấy quá mạnh mẽ dẫn đến việc thi đấu tiêu cực cho các cầu thủ trên sân. Khi không thể giành được bóng hay không thể tạo cơ hội cho cậu ấy. Ronaldo như phát điên và hét lớn liên tục. Đó là nguyên nhân khiến các đồng đội của anh ấy dần trở nên áp lực và chắc chắn rồi hiệu quả trong trận đấu sẽ đi xuống. Rangnick chỉ là huấn luyện viên tạm quyền trong vòng nửa mùa giải, song nhận xét rất đúng về những vấn đề thực sự của câu lạc bộ. Ông không ngần ngại vạch trần thói xấu của các cầu thủ và dàn mặt những cái tên chơi không tốt hay ảnh hưởng tới vòng thay đổi của đội bóng. porsco nói rõ sự vô giá của Casemiro sau trận ra mắt. Trao đổi với BT Sport, Ponsico khẳng định cả McTominay lẫn Fed đều không phù hợp với vai trò tiền vệ trụ. Cả hai sẽ thi đấu tốt hơn nếu được dâng cao. Đồng thời, Ponsico cho rằng việc được chơi bóng cùng một tiền vệ phòng ngự xuất sắc như Casemiro sẽ tạo điều kiện cho các tiền vệ trung tâm khác thi đấu thoải mái hơn. Metro dẫn lời huyền thoại người Anh. Tôi nghĩ rằng McTominay sẽ chơi tốt hơn khi dâng cao. Cậu ấy đã được yêu cầu chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức. Tôi không nghĩ cậu ấy giỏi như vậy. Tôi cũng không nghĩ phép giỏi ở vai trò đó. Tôi nghĩ cả hai sẽ thể hiện tốt hơn khi được tiến đến phần sân của đối phương. Với Casemiro, việc có được một cầu thủ xuất sắc chơi ở phía sau hoặc bên cạnh bạn là điều vô giá. Tôi từng có Michael Carrick và Roy Nó mang lại cho bạn sự tự do. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc phòng ngự bởi vì tôi biết người đồng đội đứng bên cạnh mình hoặc ở sau lưng lúc nào cũng có mặt ở đúng vị trí. Rafael Varane thủ lĩnh đích thực của quỷ đỏ Eric Ten Hag không hề kiêng nệ bất kỳ điều gì. nghịch tên mất quay và trao vai trò thủ lĩnh hàng thủ cho người xứng đáng hơn là Varane cho thấy sự quyết đoán của huấn luyện viên người Hà Lan. Trước trận đấu với Southampton, Ten Hag mô tả Varane giống như người khổng lồ và xem trung vệ người Pháp là thủ lĩnh ở hàng thủ. Ten Hag nhấn mạnh, Varane luôn thể hiện được khả năng lãnh đạo trên sân. Bruno cũng vậy, họ là những người có thể tạo ra khác biệt lớn. Thực tế, Varane có nhiều tố chất để trở thành thủ lĩnh. Điểm mạnh của tuyển thủ Pháp nằm ở khả năng phản đoán và chỉ huy hàng thủ. Nếu như Martinez là mẫu trung vệ có xu hướng hung hăng, thì Varane điểm tĩnh ở phía sau đóng vai trò bọc lót nhờ khả năng phản đoán cực tốt. Về cơ bản, đó là sự kết hợp hoàn hảo. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Varane rất cần thiết cho MU. Có một điều dễ nhận thấy, quỷ đỏ đã gọn gàng và trật tự hơn nhiều trong hai trận đấu với Southampton và Liverpool. Nó trái với hình ảnh hỗn loạn của câu lạc bộ khi mất quay làm thủ lĩnh ở hai trận đấu với Brighton và Brentford. Ten Hag không ngần ngại khẳng định yên tâm hơn khi Varane xuất hiện trên sân. Ông chia sẻ, "Sự cạnh tranh là cần thiết, chúng tôi cần điều đó. Tuy nhiên, tầm vóc của Varane là rất lớn, mỗi khi chúng tôi cần, cậu ấy đều có mặt đúng thời điểm. Với những gì thể hiện ở Real Madrid, Varane sẽ đóng góp nhiều cho MU." Lisandro Martinez từng vô cùng lúng túng khi thi đấu bên cạnh Maguire, nhưng trong hai trận đấu vừa qua, anh điểm tĩnh và chính xác hơn. Điều đó khiến nhiều chuyên gia lo ngại về khả năng trở lại đội hình chính của Maguire. Ponescu nhấn mạnh chỉ trừ khi Varan chấn thương, mất quay mày ra mới có cửa trở lại. Dù lại bỏ mất quay là điều khó khăn, nhưng đó là động thái đúng đắn và giúp ích cho câu lạc bộ về lâu dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!